Hello anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại kênh mình nha. Hôm nay thì ngày 26 âm lịch thì thường niên anh em mình hội cây kiển, hội mai rừng tập trung lại mà uống ly cà phê, nói chuyện đàm đạo, rồi đem những tác phẩm mai rừng tới anh em ngắm chơi, chia sẻ và thảo luận. Đây, những tác phẩm của một số anh em. Đây, một cây dáng đổ hoa mai rừng nè anh em ạ, cực kỳ đẹp luôn nha. Cây này là cây trực lắc hai thang, cây này ghép mai vườn anh em, ghép dảo nha. Điện thoại mình đang gieo anh em à. Này, một cây mai rừng nữa. Đây, một cây mai lũ nghệ thuật nha anh em nha. Phần này là phần lũ nè. Đấy, nụ nè. Hòn của em nó nè. Đây, một cây cẩm làng cây dừa. Có miếng lũ ở đây này. Đấy, cây này đặt tên gì? Cẩm làng cây dừa á. Đúng, cẩm làng luôn nha anh em nha. Cẩm thôn Quan Hóa cây dừa. Còn đây là một tác phẩm tiểu cảnh đá. Rồi đây là một tác phẩm chân dài văn nhân, thế rất là đẹp anh em à. Cây rất là rờ rơ nha, cây nó có miếng lũa nha, rất là tự nhiên nè, chì bao đẹp luôn, dàn dễ nè, quá nhiều, khá đẹp trong một tác phẩm. Đây là tác phẩm của anh Tony Nguyễn. Đây, ôm đá nha anh em nha, ôm đá nè. Đây, ôm đá. Cây này thì anh Tony Nguyễn mới ghép được cỡ tầm 5 thôi anh em, chi thì bằng ngón tay hết rồi, mà hoa nụ rất là nhiều nhưng mà tiếc chưa nở bông nào, chưa vô kẽm luôn nha, chưa vô kẽm luôn mà cũng chưa sang chậu luôn. Đấy là cái kẽm này là kẽm cố định thôi chứ chưa có lôi cây. Ồ, anh gã đầu bạc nãy anh kêu anh chốt cái nào anh gã đầu bạc. Cái này nhiêu em? Cái này anh, cây này thì có đơn vị trả em 2 tỷ mà em chưa ra. Thế chú mày có bớt không? Không, em báo giá bán. Ok, tao chốt cho mày mất cây luôn đi mẹ. Tốt. Đây anh em, một số anh em chơi cây nghệ thuật. Được. Có anh cũng có một số anh em làm phôi nữa nha. Bà nói chơi rõ. À, anh cháy nói gì ơi, đọc thì cái đó. Nói gì cây của mấy anh, mấy em nói chứ. Ủa, chứ anh cháy nói gì cho anh em nghe. Cây tôi đâu tôi nói. Tại vì anh cháy bị điếng rồi anh em à, thấy mấy cây đẹp quá điếng rồi. Rồi anh em, cảm ơn anh em theo dõi nha. Chúc anh em có một mùa xuân thật ấm áp nha. Tạm biệt anh em.